Rồi, em chào tất cả các cô chú anh chị. Ngày hôm nay em khui con loa khủng long con này đó là để cho anh khách tên là Nick, có nickname là người miền Tây. Con này là phải nói là con loa giá bèo bèo béo béo luôn. Trời ơi, con loa này phải nói là bao hot bên em. Đấy, con này là cũng hả, mỗi ngày là cũng dữ lắm mà. Tại vì sao? Nó vừa có bass nè, vừa có chép, vừa có hai mic go cho mình luôn. Đó, cho nên là anh chị yên tâm mua về mình sử dụng karaoke gia đình à cũng được ha. Đó, mình chơi ngoài trời cũng được luôn. Tại công suất của nó cũng dữ đi hằng lắm á, chứ cũng không phải dạng vừa đâu nha. Đó, sạc nè, hai mic go nè, thấy chưa? Giờ em khui ra nè, em lấy ra ha. Đó, mút bảo vệ nè. Đó, anh người miền Tây này là anh rất là tinh tế khi mà mua con này về mình chơi gia đình đồ này kia là bao sướng luôn, bao sướng. Đó, em bắt lên nè, thấy không? Đó, gắn pin vô ha. Ê. Đó. Alo, alo, alo. Dù là cơn mưa bắn ra, dù để chờ Hà Nội xa xa. Đó, nghe nó rất là nhẹ, nghe rất là sướng luôn anh chị ơi. Trời ơi, con này phải nói là đem về mình chơi nha, mình chơi thoải mái luôn. Đó, giá bèo béo eo, bèo béo eo. Đó, trên đây mình chỉnh bên kia bò nè, chỉnh bắt chỉnh đây cô, thoải mái luôn anh chị. Giờ anh kết nối vô anh bắt nhạc nghe thử à, coi coi nó chiến không ha. Đó, và em nói thêm một chi tiết nữa nha. Đó, cái chuyện này bí mật nha anh chị. Là từ đây cho tới ngày 30 tháng 6 sẽ TikTok Shop á, nó sẽ giảm cho anh chị hả 50% khi mà mình lần đầu mua hàng trên TikTok Shop. Và cộng thêm nữa là free ship đến 70 cặp. Từ đây cho tới hết ngày 30 tháng 6 rồi nha anh chị. Cho nên nhanh chóng đặt hàng để được ưu đãi tốt nhất nha. Anh chào anh chị.